Cụ thể, quý khán giả tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thêm 2 địa điểm mua sắm mới khi siêu thị Coop Mart Bình Thủy tại thành phố Cần Thơ và Coop Mart Tiểu Cần tại tỉnh Trà Vinh lần lượt khai trương vào ngày 21 và 27 tháng 12. Trong khi đó, Tây Ninh là tỉnh đầu tiên trên cả nước có 5 siêu thị Coop Mart khi Coop Mart Châu Thành mở cửa đón khách từ ngày 26 tháng 12. Ngoài ra, Coop Mart Đồng Phú tại tỉnh Bình Phước cũng sẽ khai trương ngày 29 tháng 12. Vào ngày 30 tháng 12, quý khán giả đã có thể đến tham quan, mua sắm tại Sen City và Coop Extra Phạm Văn Đồng ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ cung cấp hàng hóa xuất xứ rõ ràng, chất lượng với giá cả phải chăng, đây còn là những điểm phân phối hàng bình ổn giá và quảng bá hàng Việt đến người tiêu dùng. Nhân dịp khai trương, Sài Gòn Coop sẽ khuyến mãi, tặng quà hấp dẫn cho khách hàng. Năm 2018, Sài Gòn Coop đã đưa vào hoạt động gần 10 Coop Mart, 1 Coop Extra, hơn 120 Coop Food, cửa hàng 24 giờ Cheers. Dự kiến từ nay đến cuối năm, từ 4 đến 5 siêu thị Coop Mart và khoảng 10 cửa hàng Coop Food sẽ được khai trương, đem hàng bình ổn giá, hàng Tết đến người tiêu dùng. Đến nay, hệ thống bán lẻ của Sài Gòn Coop đã vượt con số 100 siêu thị trên tổng cộng hơn 600 điểm bán và đón trên 1 triệu lượt khách mỗi ngày.